Đối với pháp môn giải thoát không, không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với pháp môn giải thoát vô tướng, vô nguyện, không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thập địa tam thừa, không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với thập địa Bồ Tát, không thủ, không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với năm loại mắt không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với sáu phép thần thông không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với 10 lực của Phật không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Cho đến đối với 18 pháp Phật bất cộng không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với 32 tướng đại sĩ không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với 80 vẻ đẹp không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với pháp không quên mất không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với tánh luôn luôn xả không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với tất cả môn đà la ni không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với tất cả môn tam ma địa không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với quả dự lưu không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp, cho đến đối với độc giác bồ đề không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với tất cả hạnh đại bồ tát không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với chư Phật vô thượng chánh đẳng bồ đề không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với trí nhất thiết không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Cụ thọ thiện hiện thưa Phật, bạch Thế Tôn, thế nào là bát nhã ba la mật đa sâu xa? Đối với sắc không thủ không chấp, đối với thọ tưởng hành thức cũng không thủ không chấp, cho đến đối với trí nhất thiết không thủ không chấp. Đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng không thủ không chấp nên xuất hiện ở thế gian và thành tựu sự nghiệp. Phật dạy: Này thiện hiện, ý ông thế nào? Ông thấy sắc thủ được chấp được không? Thấy thọ tưởng hành thức thủ được chấp được không? Cho đến thấy trí nhất thiết thủ được chấp được không? Thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thủ được chấp được không? Thiện hiện thưa: Bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy: Thiện hiện, hay thay, đúng vậy, như ông đã nói. Thiện hiện, ta cũng không thấy sắc thủ được chấp được, không thấy thọ tưởng hành thức thủ được chấp được, cho đến không thấy trí nhất thiết thủ được chấp được, không thấy trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng thủ được chấp được. Do không thấy nên không thủ, do không thủ nên không chấp. Do nhân duyên này nên bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với sắc không thủ không chấp, đối với thọ tưởng hành thức không thủ không chấp, như vậy cho đến đối với trí nhất thiết không thủ không chấp, đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không thủ không chấp. Thiện hiện, ta cũng không thấy tất cả pháp chánh đẳng giác, pháp Như Lai, pháp tự nhiên giác, pháp trí nhất thiết của hết thảy các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thủ được chấp được. Do không thấy nên không thủ, do không thủ nên không chấp. Bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng lại như vậy, đều không thấy có tất cả pháp chánh đẳng giác, pháp Như Lai, pháp tự nhiên giác, pháp trí nhất thiết của hết thảy các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác thủ được chấp được. Do nhân duyên này nên không thủ không chấp. Thế nên thiện hiện, các đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nên đối với sắc hoặc thủ hoặc chấp, không nên đối với thọ tưởng hành thức hoặc thủ hoặc chấp, như vậy cho đến không nên đối với trí nhất thiết hoặc thủ hoặc chấp, không nên đối với trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng hoặc thủ hoặc chấp, cũng không nên đối với tất cả pháp chánh đẳng giác, pháp Như Lai, pháp tự nhiên giác, pháp trí nhất thiết của hết thảy các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hoặc thủ hoặc chấp. Lúc ấy chư thiên cõi dục cõi sắc đồng thưa Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế rất sâu xa, khó thấy khó hiểu, không thể suy nghĩ, vượt khỏi suy nghĩ, vắng lặng mầu nhiệm chân thật sâu xa. Người rất thông tuệ, suy nghĩ kỹ mới hiểu rõ được. Các hữu tình nào sanh lòng tin hiểu thâm sâu về bát nhã ba la mật đa như thế thì nên biết họ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật quá khứ, đã phát thệ nguyện rộng đối với chư Phật,
trồng nhiều thiện căn, gần gũi nhiều thiện hữu, được vô lượng thiện hữu thủ hộ mới có thể tin hiểu bát nhã ba la mật đa như thế. Hoặc người nào được nghe bát nhã ba la mật đa như thế, sanh lòng tin hiểu thâm sâu, nên biết họ là Bồ Tát, nhất định đắc vô thượng Bồ Đà. Bạch Thế Tôn, giả sử các loài hữu tình trong tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều đạt tùy tín hành, tùy pháp hành, đệ bát, bát nhân, dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác, họ đã thành tựu hoặc trí hoặc đọa nhưng không bằng một người trong một ngày, đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa này chấp nhận, ưa thích, suy nghĩ, quan sát rõ ràng. Người này đối với bát nhã ba la mật đa sâu xa đây đã thành tựu nhẫn hơn người kia có trí, có đoạn, vô lượng vô biên. Vì sao? Vì các tùy tiến hành hoặc trí hoặc đoạn cho đến độc giác hoặc trí hoặc đoạn đều chỉ bằng một phần nhỏ nhẫn của các đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn. Phật bảo chư thiên, hay thay như các ông đã nói những trí và đoạn của các tùy tiến hành hoặc tùy pháp hành, đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác đều chỉ bằng một phần nhỏ nhẫn của các đại Bồ Tát đắc vô sanh pháp nhẫn. Thiên chúng nên biết, các thiện nam thiện nữ nào tạm nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, nghe rồi tin hiểu ghi chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói, thì các thiện nam thiện nữ này mau thoát khỏi sanh tử, chứng đắc niết bàn, thành tựu trí Như Lai, chánh đẳng giác hơn các thiện nam thiện nữ cầu nhị thừa, xa lìa bát nhã ba la mật đa sâu xa, học các kinh điển khác, trải qua một kiếp hoặc hơn một kiếp. Vì sao? Vì trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đây nói rộng tất cả thắng pháp nhiệm màu, các tùy tín hành hoặc tùy pháp hành, đệ bát dự lưu nhất lai, bất hoàn A-la-hán độc giác đại Bồ Tát đều nên nương đây tinh tấn tu học, tùy theo nguyện cầu, việc làm sự nghiệp đều mau thành tựu. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đều nương đây học, đã chứng, đang chứng, sẽ chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy chư thiên đồng ca ngợi. Bát nhã ba la mật đa như thế là đại ba la mật đa, là ba la mật đa không thể nghĩ bàn, là ba la mật đa không thể tính lường, là ba la mật đa không số lượng, là ba la mật đa không gì sánh bằng. Bạch Thế Tôn, các vị tùy tín hành hoặc tùy pháp hành, đệ bát dự lưu nhất lai bất hoàn A-la-hán độc giác, đều nương bát nhã ba la mật đa sâu xa này tinh tấn tu học, mau thoát khỏi sanh tử, chứng vô dư y niết bàn. Tất cả chúng đại Bồ Tát đều nương bát nhã ba la mật đa sâu xa này tinh tấn tu học, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và vô dư y niết bàn. Bạch Thế Tôn, tuy các thanh văn độc giác Bồ Tát đều nương bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tinh tấn tu học, việc làm sự nghiệp đều được thành tựu, nhưng bát nhã ba la mật đa này không thêm không bớt, chư thiên cõi dục cõi sắc vừa dứt lời, đều vui mừng, hớn hở. Đối với bát nhã ba la mật đa và sanh tâm tin vui, sau đó đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh hữu ba vòng, từ tạ Phật về cung, đi cách hội không xa, bỗng nhiên biến mất. Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện thưa Phật, Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát nào, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, sanh lòng tin hiểu, ghi chép thọ trì, đọc tụng tu tập, tư duy diễn nói, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi, đại Bồ Tát ấy từ cảnh giới nào mà sanh đến đây? Phật dạy, thiện hiện đại Bồ Tát nào, nghe thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, sanh lòng tin hiểu, ghi chép thọ trì, đọc tụng, tu tập tư duy đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng khen ngợi. Thường theo Pháp Sư thỉnh hỏi ý nghĩa, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, không chút dừng nghỉ, như nghé con mới sanh không lìa khỏi mẹ nó, tuy đến